Quý vị và các bạn thân mến, đồng bào dân tộc Dao ở Tuyên Quang đến nay vẫn lưu giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống độc đáo. Từ tiếng nói đến trang phục, phong tục tập quán và các làn điệu dân ca, dân vũ. Những làn điệu dân ca, dân vũ đã gắn sâu vào đời sống sinh hoạt và trở thành nét đẹp văn hóa đặc sắc riêng có của người dân tộc Dao nơi đây. Trong đó, nét văn hóa dân gian mang đậm chất truyền thống được người dân tộc Dao Thanh Y thể hiện trong các dịp như cưới hỏi, lễ cấp sắc, hội làng, với ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Trong chương trình ca nhạc dân tộc của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số làn điệu dân ca, dân vũ của đồng bào dân tộc Dao Thanh Y ở xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Kiểu môn này này tặng họ sầu họ quê ta này tặng họ sầu họ quê thao vậy ta Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Họ nhìn phèn tai dâm tẩy lù, họ nhìn phèn lù dâm tẩy mà, nhìn tàu phèn tai dâm tẩy lù, chỉ thấy phèn tai dâm tẩy mà. Xây xẻn tai dẫm bẫy ma, ho nhìn xây xá dẫm bẫy dẹn, ho nhìn màu xá chấu dấu dấu. Màn giá mắn giòn xẻn tai dẫm thả đi, chim xa quái tú dẫm than chảy. Họ nhìn quái sĩ dâm chín lậu, họ nhìn quái sĩ dâm chín hàn. Màn dòng quái sĩ dâm bán kính, thinh xá quái sĩ dâm bán chơi. Họ nhìn quái sĩ dâm chín lậu, họ nhìn quái sĩ dâm chính hàn. Màn dáng quái tỉ dâm chín lậu, dễ nhau quái phú dâm chín hàn. Họ nhìn phèn tai dâm bẫy lù, họ nhìn phèn lù dâm bẫy mà, nhìn tàu phèn tai dâm bẫy lù, tới phèn tai dâm bẫy mà. Nhun tàu phèn tai dâm bẫy lù, chi xây phèn tai dâm bẫy mà, ho nhìn xây xá dâm bẫy dẹn, ho nhìn màu xá chấu dấu. Màn giá mắn giòn phèn ta dâm thả đi, chim xa quái tú dâm tham chảy. Họ nhìn quái sĩ dâm chín lậu, họ nhìn quái sĩ dâm chín hàn. Màn giòn quái sĩ dâm bán kính, thinh xá quái lùi dẫm bán chơi. Ho nhìn quái khen dẫm chính lâu, ho nhìn quái lùi dẫm chính hăng. Màn dáng quái tỉ dẫm chính lâu, dễ nhau quái xú dẫm chính hăng.
trồn thao sông và dầu lòng phụ mẫu tôi hán sông và dẫm xe đình tây ma mang mẫu phụ sông câu đi hán sông và dẫm xe khâu đình hán sóng và dầm hiệp dầm phèn nôn hiệp dầm phèn chảy quang đòi sổ tín đòi sổ hậu sổ dòng văn xuôi sang con đi quang đòi đảm chí sắc càng xu sạc bấy càng hò xu sang đi xây quấy chôn đi xây quấy chơi giật chôn dầm chan ngây chôn ghen xui dầu lò đền xây quấy chơi trời bấy quan đòi dầu phẫn tham dẹp chun dầm chà ngay trốn ghen trời bấy quan đòi phúc quấy trà quan đòi buộc quấy mâu nhiên kỳ sầm su và ngàn và sầu bấy khổ ý bấy và thì nan phá thôi sầm thế lò này nan phá đi sầu nhung sắc phá khăn sau nhìn nên tao dành chôn thao nên mây ta thịt dệt tố năng thịt sắm năng phiêu sắm ngàn trang phiêu nên sám chịu mâu mày ra nam xe mâu mẹ mâu may nán xế tù dễ nhuận hô phán thảm phán trời nắng hô phán dầu phán thảm phán phán giả ghiu dâm mang mán xôi xấy chồn thao sông và dầu lòng phụ mẫu tôi hán sông và dẫm xe đình tây ma mang mẫu xuôi sông khâu đình hán sông và dẫm xe khâu đình hán sông và dẫm hiệp dầm phèn nôn hiệp dầm phèn chảy hò phán dầu phán thảm phán phán giả ghiu dầm mang mán xôi xấy người giao thanh y thường khắc họa những nét văn hóa truyền thống bằng sự cách điệu, thông qua từng động tác múa của dân tộc mình. Mỗi điệu múa đều có một cách thể hiện riêng, đặc trưng các điệu múa của đồng bào dân tộc Giao là sử dụng các nhạc cụ truyền thống như đánh trống và chũng chệ để làm nhịp điệu. Các điệu múa đều được thể hiện trong các nghi lễ linh thiêng, với mong muốn tạ ơn thần linh và cầu mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, bản làng bình an, ấm no, hạnh phúc. Thank you.
Thank you.
Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một số làn điệu dân ca dân vũ của người dân tộc Dao Thanh Y ở xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.